Mày có nhiêu tiền mà đòi cưới con gái tao? Con gái tao đẹp như vậy là chỉ có cưới nhà giàu thôi, biết không? Thôi mà ba, con với anh Dũng yêu nhau thật lòng mà. Thật lòng cái con mẹ gì? Con gái chỉ cưới một lần à. Mày cưới thằng nghèo là ăn luôn, biết không? Nói thiệt luôn, là nhà tôi đang nợ giang hồ 3 tỷ. Cái đó là ba cờ bạc mà, liên quan gì tới con? Mày thì biết cái gì? Giờ mày muốn cưới con Tâm á thì đưa tao 5 tỷ, 3 tỷ trả nợ, 2 tỷ dưỡng già. Được á, thì tao gả nó cho mày. Mày muốn làm con mẹ gì nó thì làm, tao quan tâm.